Chương trình Tháng 3 Biên giới, một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, được Ban Thường vụ huyện đoàn Anh Sơn triển khai thực hiện tại xã biên giới Khó Khăn, Phúc Sơn. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, sôi nổi như tặng quà và bản đồ Việt Nam cho đồn biên phòng Phúc Sơn, tuyên truyền giáo dục luật an ninh biên giới cho đoàn viên thanh niên, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo các đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Khi mà có các cái chương trình của huyện đoàn đề ra hoặc là đoàn xã tổ chức thì bản thân em là luôn xung kích tình nguyện để thực hiện các cái phong trào một cách có hiệu quả nhất. Mình là đoàn viên là có cái tính tiến phong cho nên là cũng không nề hà trong một cái công việc gì cả. Đối với các cái hoạt động về an sinh xã hội và tình nguyện, phong trào tình nguyện ấy, thì sẽ đẩy mạnh vào các cái điểm của các cái vùng thôn bản khó khăn và cũng đã xây dựng tổ chức các cái phong trào hoạt động là chung tay xây dựng nông thôn mới tại những cái vùng khó khăn và thiên về các cái hoạt động thiên về tình nguyện, về an sinh xã hội và hỗ trợ để chung tay xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn. Với phương châm mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một hoạt động cụ thể, mỗi đoàn viên thanh niên có ít nhất một hành động cụ thể. Hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024 trên địa bàn Nghệ An đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung phong phú. Hàng vạn đoàn viên thanh niên được các cấp bộ đoàn huy động tham gia các hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, an sinh xã hội. Đến nay, toàn tỉnh triển khai làm được một công trình thanh niên cấp tỉnh, 40 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 290 công trình thanh niên cấp cơ sở, với tổng trị giá các công trình gần 4 tỷ đồng. Thắp sáng 2 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 20 km, trị giá trên 500 triệu đồng. Trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ huyện đoàn đã triển khai thực hiện cũng như chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn huyện triển khai cái kế hoạch tháng thanh niên với nhiều cái nội dung, chương trình, phần việc hiệu quả, thiết thực, tạo được sự lan tỏa đối với bà con nhân dân, cũng như là tạo được sự đồng thuận của các cấp bộ đoàn trong toàn huyện. Sau một tháng triển khai Tháng Thanh niên năm 2024, mỗi công trình phần việc có giá trị lớn hay nhỏ đều chứa đựng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng Thanh niên đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để đoàn viên thanh niên thể hiện tinh thần, vai trò, trách nhiệm, dám dấn thân trong các việc khó, việc mới tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã triển khai được rất là nhiều công trình phần việc cụ thể, bám sát chủ đề của tháng và đem lại được những cái hiệu quả rất là tích cực, rõ nét và được cộng đồng ghi nhận và có tính lan tỏa rất là lớn. Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và cũng sẽ tiếp tục chỉ rõ ra các cái vùng trọng điểm, các cái đối tượng cần được cộng đồng hướng tới, quan tâm tới để các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tập trung các cái hoạt động tình nguyện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đặt ra chỉ tiêu là mỗi đoàn viên thanh niên thì sẽ tham gia được ít nhất một hoạt động tình nguyện. Ngọn lửa nhiệt huyết và sự sáng tạo, lực lượng thanh niên Nghệ An đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ màu áo xanh tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Rồi đây, những công trình phần việc có ý nghĩa, có giá trị sẽ được tuổi trẻ Nghệ An viết tiếp trong tháng 3 đầy ý nghĩa này.